Phù Cử là một trong ba huyện của tỉnh Hưng Yên có diện tích cần thu hồi để xây dựng dự án trọng điểm đường Tân Phúc - Vọng Phan. Hiện chủ đầu tư là Sở Giao thông Vận tải phối hợp cùng chính quyền địa phương bắt đầu chi trả tiền đền bù cho người dân có diện tích bị thu hồi. Dự án đường Tân Phúc - Vọng Phan đi qua, gia đình ông Nguyễn Mạnh Chiến tại thôn Hoàng Chanh, xã Minh Hoàng phải thu hồi khoảng 3 sào ruộng và di rời 3 ngôi mộ. Dù chưa nhận được đền bù, nhưng từ 2 hôm trước, gia đình ông đã chủ động di rời mộ của các cụ ra khu nghĩa trang khác. Hôm nay, ông Chiến cùng hơn 50 hộ dân khác có diện tích đất ruộng phải thu hồi đã tới trụ sở xã Minh Hoàng để nhận tiền đền bù. Đường Tân Phúc - Vọng Phan đi qua khu vực cái địa bàn của chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi, giúp ích cho địa phương chúng tôi điều kiện tiềm năng phát triển kinh tế cho dân rất tốt. Mong rằng dự án này khá là sẽ sớm khởi công. Nhà tôi thì đường Tân Phúc - Vọng Phan đi qua thì nhà tôi là diện tích thu hồi là hơn 3.000. Nhưng mà nói chung là mọi người thành viên trong gia đình đều nhất trí. Trong dự án trọng điểm, đường Tân Phúc - Vọng Phan, huyện Phù Cử có 6 xã phải thu hồi đất là Minh Hoàng, Đoàn Đào, Đình Cao, Minh Tiến, Tống Chân và Nguyên Hòa với diện tích gần 65 ha. Trong đó có trên 40 ha là đất nông nghiệp, 10 ha là đất giao thông, khoảng 3 ha đất thổ cư, 2 ha là đất nuôi trồng thủy sản, gần 1 ha đất nghĩa trang và còn lại gần 9 ha là các diện tích đất khác như đất thủy lợi, trụ sở. Để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, huyện Phù Cử huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc từ cấp huyện đến cấp xã thôn. Chúng tôi xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công anh em làm việc theo xã, địa bàn và có cái mốc thời gian và thực hiện theo cái phương châm là dễ làm trước, khó làm sau và làm không kể ngày nghỉ, không kể giờ hành chính. Ban cũng thông tin, tuyên truyền về những cái chế độ chính sách mà bà con nhân dân được hưởng lợi, xử lý kịp thời những cái kiến nghị, cái đề xuất, những cái băn khoăn vướng mắc của các cái hộ dân. Tích cực, chủ động triển khai các phần công việc riêng theo chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan và đến nay thì công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án đường Tân Phúc - Vọng Phan thì cũng được người dân đồng tình ủng hộ, trước 30 tháng 11 sẽ đảm bảo giải phóng tối thiểu 70% diện tích đất của dự án triển khai. Còn đối với lại cả đất dân cư và đất nghĩa trang thì Ủy ban nhân dân huyện đang chỉ đạo ban giải phóng mặt bằng của huyện triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo tiến độ mà ban chỉ đạo dự án trọng điểm tỉnh giao. Dự kiến đầu tuần tới, chủ đầu tư phối hợp cùng với chính quyền địa phương các xã Đoàn Đào, Đình Cao, Minh Tiến, Nguyên Hòa, Tống Chân tập trung chi trả tiền đền bù cho các hộ bị thu hồi đất ruộng, đất nghĩa trang với số tiền khoảng 120 tỷ đồng. Đồng thời, hoàn thiện kế hoạch khu tái định cư, quy hoạch nghĩa trang mới có diện tích to đẹp hơn khu cũ. Cùng với đó, công tác vận động tuyên truyền, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để có sự đồng thuận, để công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành và dự án sớm được triển khai.